Chào các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách Clam Adopt nhận được 10.000 đồng token mini baby Dogo Dudu. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 100 tỷ, đã có 1.696 tài khoản holder, đã phát sinh 4.371 lượt giao dịch nhé. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website Clam Adopt nhé. Nên truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website, các bạn làm ra 2 bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sao chép quan trắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask vào với chuỗi led của các bạn nhé. Bạn thêm địa chỉ token ở ví cho mình: mini dudu. Ký hiệu token là mini dudu, số token 18 nha. Bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Rồi, sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website clamadot.net nha. Tìm thêm bước 2, nhấp vào cái link rút gọn đây để nhận token. Rồi, nó hiển thị cho lên bảng để kết nối ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối nha. Rồi, các bạn kể chương trình Adopt nó sẽ kết thúc vào 42 ngày nữa nha. Các bạn có số phần bên dưới này. Đây, các bạn nhấp vào phần này giúp mình nhé, Adopt. Các bạn mua thì các bạn nhấp vào phần này nhé. Rồi mình hướng dẫn các bạn Clam, các bạn nhấp vào đây. Rồi các bạn nhấp tiếp vào đây, nhận được mã thông báo đây. Rồi phí ga của nó là 0.0006 BNB, các bạn nhấp xác nhận cho mình nhé. Rồi giao dịch đang được xử lý. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website clamadot.net để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất chuyên về mạng Binance Smart Chain nhé. Ngoài ra, nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời. Ngoài ra trên đây rất nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký luôn nhé. Đồng ủng hộ kênh. Bạn lưu ý, cột bên cạnh tay phải này những dự án Adopt đặc biệt sắp kết thúc, các bạn có thể vào đây đăng ký để vào đây nhấp vào đây già lại xem những cái dự án nào các bạn chưa tham gia thì cố gắng tham gia nha, đừng để bỏ lỡ sót bất kỳ dự án nào nhé. Xử lý chậm quá. Bên này mình đã Clam được rồi. Bên này thì chưa thấy gì. Thì không được, không mất thời gian của các bạn nữa. Chờ một lát sau nó sẽ nhận được thôi. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh một cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.